Chào, chào mừng quý vị đến với thành phố biển Đà Nẵng thân yêu, thành phố Fantastic City. Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi buổi diễu hành xe xích lô. Xích lô du lịch của thành phố Đà Nẵng nằm trong chương trình đón Tết Dương lịch, một chương trình kích cầu du lịch với tên gọi Đà Nẵng nhớ bạn. Và đây là một cuộc diễu hành xe xích lô du lịch với các cô gái rất là dễ thương, rất là mến yêu. Thưa quý vị, có khoảng 50 xe xích lô đang tham gia buổi diễu hành vào chiều hôm nay. Hiện nay xe đang đi qua cầu Rồng. Và đây là một trong những chương trình nhằm kích cầu và thu hút khách du lịch quay trở lại Đà Nẵng vì Đà Nẵng nhớ bạn. Đó cũng là tiêu chí của chương trình du lịch ngày hôm nay. Vâng, xin mời quý vị theo dõi cùng chúng tôi một trong những video mở đầu cho series khuyến khích và khuyến mại du lịch đến thành phố Đà Nẵng nằm trong chương trình đón Noel và đón giao thừa dương lịch của thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những thành phố biển đang kêu gọi khách du lịch với nhiều chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn và nhiều chương trình lễ hội trong thời gian gần nhất. Xin mời quý vị đón xem các kỳ video tiếp theo trên kênh của Khám phá Việt Nam TV để tận hưởng những trải nghiệm rất là thú vị, những cảnh đẹp rất là bổ ích của chúng tôi rất hân hạnh mang đến quý vị trong những video tiếp theo. Và đây là buổi diễu hành rất là đặc sắc, rất là đẹp, và trời Đà Nẵng hôm nay thật là tuyệt vời, nắng có chút gió nhẹ và đặc biệt trời rất là mát. Đây chính là điểm thuận lợi của thành phố biển Đà Nẵng, phù hợp cho các đối tượng khách gia đình nghỉ dưỡng, khách du lịch sức khỏe, khách công vụ. Mời quý vị cùng đến với thành phố Đà Nẵng thân yêu. Thưa quý vị, đây là một trong những chương trình kích cầu du lịch rất là kịp thời của du lịch Đà Nẵng, của Sở Du lịch cũng như ban ngành cũng như người dân Đà Nẵng muốn mời gọi du khách bốn phương đến thành phố biển Đà Nẵng, đến tắm nắng cũng như đến du ngoạn tham quan và tận hưởng cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng và con người mến khách đáng yêu của thành phố Đà Nẵng. Đây chính là sông Hàn và cầu Rồng, thưa quý vị. Đó, trên bầu trời là có máy bay. À, máy bay này đang bay qua trên bầu trời trong xanh của thành phố biển Đà Nẵng, một chương trình kích cầu rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị ghé thăm và xin mời quý vị bấm like, share và xem tiếp theo nha, xem hết video nha quý vị.
Đẹp, đẹp chứ, đẹp lắm. Đẹp quá, đẹp quá, vẫy tay chào lên, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi cười lên, đúng rồi, đúng rồi. Quá đẹp luôn. Ơ chị như cười tươi nè, cười tươi nhất nè. Rồi rất tươi luôn. Rất tươi luôn. Ồ rất tươi luôn, đúng rồi á. Rồi, hai người cười luôn.